hai anh em vận chuyển 12 bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên và Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng vừa phối hợp triệt phá, bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy. Theo điều tra, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 23 tháng 11, tổ công tác làm nhiệm vụ tại trục đường quốc lộ 279 thuộc địa phận xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đã phát hiện hai nam giới đi xe máy có biểu hiện nghi vấn, đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 12 bánh hình chữ nhật chứa chất bột màu trắng dạng nén nghi là heroin, trọng lượng khoảng 4,2 kg. Một gói lớn bên trong chứa các viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp với số lượng khoảng 6.000 viên. Đấu tranh khai thác, hai đối tượng có tên Lò Văn Diên, sinh năm 1989, và Lò Văn Hưng, sinh năm 1981, là anh em ruột trú tại Bản Món, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, khai nhận số tăng vật trên là heroin và ma túy tổng hợp. Hai người này khai nhận đang vận chuyển đến trung tâm thị trấn Tuần Giáo với tiền công 10 triệu đồng. Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra mở rộng.